clip thôi. Mình sẽ ưu tiên cho top 1 để tham gia cái video clip của này của mình hàng tháng. Nhưng mà nếu như top 1 ở xa quá hay là vẫn một việc gì đấy không đi được với gặp mặt hiện nay, thì mình sẽ dành cái phần ưu tiên đó lại cho top 2 chẳng hạn. Và top 1 mình sẽ gửi cho bạn đấy một món quà hay như lời cảm ơn của mình. Hôm nay người sẽ khai trương cho cái series này đó chính là bạn top donate ở Nemo TV có tên là moments later. À, mà tụi mình đã ăn xong rồi. Ăn xong thì phải như thế nào là phải đi uống. Uống nước. Nhưng mà uống nước thì uống ở đâu? Uống ở một cái nơi mà tôi rất là thích uống, đó chính là Sóc Lòng đó các bạn. Em thích uống cốc lòng mẹ. Thấy chưa? Chơi. Là tất cả những người nào có liên quan đến tôi đều thích cốc lòng cả. Tôi bỏ bùa những người này quá nhiều nè. Anh Tùng thích uống đúng không? Anh Tùng uống hơn. Thôi đi anh đừng có giả bộ nữa. Bánh đá. Hả? Bà
đánh đá. Ủa có gì đánh đá? Tại vì á, các bạn, mấy bạn này á là cực khổ lên donate hôm nay bao ăn, một bữa ăn với một ly nước có là gì. Mà mình còn mấy bạn có biết là khách hàng đai mình, cho nên mình được giảm giá nữa. Giảm giá. Nếu các bạn chưa biết thì bạn Mira này học ở bên Mỹ. Và khi với khí hậu bên Mỹ, rồi em đi qua đây em cảm thấy khí hậu bên đây như thế nào em? Đương nhiên rồi, bạn có biết bên Mỹ bao độ mà đâu em? Bây giờ bên Mỹ đang 6 độ. Ở Việt Nam bao nhiêu? 27 độ. Không, nói 26 độ đi ạ. 26 độ. Tôi tụt xuống cái 26 độ luôn đó. Chắc 20 độ. Là ở bên Việt Nam nó hơn Mỹ 20 độ. Mày biết không? Mà người ta vẫn chấp nhận người ta đi về đây. Buổi gặp mặt thân thiện này, wow. Giàu quá, nghe nói được gặp Nabi cái là về liền. Bởi vậy em thấy cái tình dream với lại ngoài đời chỉ khác nhau chỗ nào? Em thấy chị rất là giống với tình dream. Chị là đen không một tí mà. Nhưng mà so với cái đợt đi Aurus thì em thấy hiện tại chị Nabi trắng hơn một xíu. Dối lòng. Thấy gì chưa? Dối lòng. Mình trắng đó, mình để mốt mình đi kiểu tắm trắng lên tí để mình giống như mấy chị hot girl ở ngoài đường cái đó. Và cảm ơn em hôm nay đã đến xuất hiện ở trên video clip và buổi gặp mặt thân thiện đây. Và đây là khách mời khai trương của series của mình, đó chính là Mira. Các bạn hãy nhớ đón xem tập tiếp theo của series buổi gặp mặt thân thiện của Happy và tất cả các chị cũng vào lần sau nhé. Và chúng ta hãy dùng trò chơi đi. Các bạn có thể đoán được khách mời tiếp theo của mình là ai, bạn hãy để lại phần comment phía dưới nha. Đừng quên